này khoe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh, cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Kiến thức Dược thảo với bác sĩ Morita, Lubi Linh và Phạm Khanh. Thưa vì trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Morita đã trình bày cho chúng ta hai loại thuốc chuyên về đau nhức của công ty Princess Lifestyle, đó là thuốc Acrolin cũng như là Black Slim. Và hai loại thuốc này cũng đang được hưởng với chương trình promotion, tức là mua 6 tặng 1. Quý vị mà có cha mẹ còn sinh thời đó thì bây giờ mua khoảng là 6 lọ này cho cả cha mẹ đều sử dụng luôn. Rồi thì là được tặng thêm một lọ nữa, cũng hoặc là Black Screen hoặc là Aeroclean cũng được. Rồi được tặng thêm một chai nhân sâm sữa ông chúa nữa. Đặc biệt lắm. Có một thắc mắc mà anh hỏi bác sĩ là nếu mà bây giờ người ta muốn mua hai loại, ví dụ 3 chai Aeroclean, 3 chai Black Screen vậy có được tặng một không chị? Dạ được, cũng được. Cũng được ha, dù gì cho tặng luôn. Dù gì cho tặng luôn. Thường thì quý vị sẽ được tặng một chai cùng loại, nhưng mà hai cái loại này đều đau nhất và như giá cũng bằng nhau đó, bác sĩ. Dạ thưa đúng, anh mua quý vị mua 3 chai này 3 chai kia thì quý vị sẽ được tặng một chai này hoặc là chai kia. Chai đúng rồi, trong cái nhóm mà chúng ta mua thôi. Dạ. Đó mà. Với lại một điều nữa là kính thưa quý vị là công ty cũng còn cái sample của những 3 loại thuốc đó. Dạ. Thì quý vị nào có thể gọi cho công ty hoặc là gọi cho chúng tôi hoặc là hỏi những mấy đại lý chỗ nào còn đó, thì quý vị sẽ được những cái sample đó. Tức là ba loại, thứ nhất là cái Flaclin, Vanalin, Mensalai với lại Libeline là ba thứ. Dạ. Xin nhắc lại là các đại lý hiện đang có những cái thuốc sample tặng free, như là thuốc mẫu tặng free cho quý vị. Ba loại thuốc gồm có cho quý ông đó là Mensalai, cho quý bà đó là Vanalin, cho bộ giới và bài đặt dưỡng gan đó là thuốc Libeline. Thì quý vị nào muốn nhận những cái loại thuốc này, sample này miễn phí thì xin liên lạc với các đại lý. Quý vị không biết địa chỉ của những đại lý hoặc là những cái địa chỉ đại lý gần nhà thì gọi cho công ty sẽ cung cấp cho quý vị cái địa chỉ và quý vị đến đó để mà nhận free về sử dụng. Nếu mà cảm thấy tốt, phù hợp với mình thì quý vị có thể liên lạc với công ty để mà order những cái loại thuốc này để uống lâu dài. Ở số điện thoại là 1-800-990-8319. Dạ. Yeah. Thế là quý vị biết là công ty chúng tôi nói là mua 6 tặng 1, là có những loại mua 6 tặng 1, có những loại mua 2 tặng 1, có những loại mua 3 tặng 1. Tùy theo cái loại thuốc nào của công ty đó, quý vị chọn đó thôi quý vị. Nên quý vị muốn biết chắc rõ mình đang bị bệnh nào hay bị cái gì đó thì gọi cho công ty để mình biết mình được tặng cái gì. 6 tặng 1 hay là 3 tặng 1 hoặc là 2 tặng 1. Tùy theo những loại thuốc quý vị sử dụng đó thôi, kính thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi xin mở đường line để xin mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi liên quan về vấn đề bệnh lý của quý vị hoặc là cách sử dụng các loại dược thảo như thế nào cho đúng và có hiệu quả. Số điện thoại đang được mở ra trực tiếp trên đài Leader Sài Gòn TV dưới sự trả lời của bác sĩ Morita, đó là 714-893-3264, 714-893-3264. Lưu ý khi quý vị gọi vô đài, xin quý vị vui lòng đứng xa TV ra, bật âm thanh nhỏ xuống. Hoặc là nếu muốn tắt TV nói chuyện bằng điện thoại cũng được. Ở ngoài thì bác sĩ sẽ dễ dàng nghe, nhanh chóng hơn, không có bị những cái tiếng echo. Xin nhắc lại là xin vì vui lòng khi mà gọi vô nói chuyện thì xin nói chuyện và nghe nói bằng điện thoại. Vì đừng có nghe qua TV thì sẽ chậm chạp hơn. Số điện thoại là 714-893-3264. Chúng tôi đang mở đường live và xin mời vì gọi vô ngay. 714-893-3264. Nếu bị có những câu hỏi muốn hỏi bác sĩ Morita trong cái chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi đang mở đường live trực tiếp ở số điện thoại của đài Leader Sài Gòn TV 714-893-3264, 714-893-3264. Phạm Khanh còn quên nhắc một điều nữa, khi quý vị mua 6 vì được tặng 1, được tặng thêm một chai nhân sâm sữa ông chúa, ngoài ra vì còn được free shipping nữa nha, đến tất cả các địa chỉ ở các tiểu bang Hoa Kỳ vì free shipping nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng có quá nhiều những cái lợi, tại sao chúng ta không tận dụng cái cơ hội này để mà mua cũng như hưởng được promotion cũng như là thuốc sẽ được ship đến tận nhà. Hoặc là nếu mà quý vị order xong rồi mà quý vị nói là bây giờ tôi muốn xin những cái thuốc sample mà chúng tôi vừa mới giới thiệu đó thì nói cho nhân viên của công ty biết luôn, thì trong cái
cái thuốc mà gửi về và quý vị order đó, thì công ty sẽ bỏ một vài cái sample thuốc ở trong đó để cho quý vị dùng thử. Đó là đối với những trường hợp mà quý vị đã order và muốn nhận sample cùng một cái hộp, một cùng một box để mà công ty gửi về luôn. Còn đối với những trường hợp khác quý vị muốn nhận sample thì quý vị xin vui lòng liên lạc với các đại lý của công ty có mặt khắp các tiểu bang Hoa Kỳ để mà nhận trực tiếp các loại sample này. Một lần nữa, số điện thoại chúng tôi đang mở ra, và nếu quý vị muốn có những câu hỏi, đặt câu hỏi với bác sĩ Morita trong chương trình ngày hôm nay, thì xin gọi là 714-893-3264, 714-893-3264. Thưa bác sĩ, cái thuốc thường thường đau nhất đó, và khi biết Tây y là mình cũng có thể uống lâu dài được vì nó cũng có những cái tác dụng phụ này kia đó, thưa bác sĩ. Yeah. Còn đối với dược thảo này thì mình có thể uống lâu dài được không, thưa bác sĩ? Dạ, thưa được anh Hồng Anh, quý vị có thể uống liên tục vòng 6 tháng đó, không anh? Dạ. Khi nào mà thật hết bệnh, hết đau nhất rồi thì thôi. Nhiều khi mình uống mình không biết được, có những người uống trong vòng tháng hết đau nhất, có nhiều 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, tùy theo cái cơn đau nhất của mình đó, khác nhau. Dạ. Thì mỗi lần uống như vậy là mình uống là trước bữa ăn hay sau bữa ăn, mình uống bao nhiêu viên một ngày, thưa bác sĩ? Dạ, 6 viên một ngày, trước ăn cũng được mà sau ăn cũng được, tại vì thuốc Tây thì mình phải ăn uống cho cái bụng này no để chi để nó đừng cồn cào bao tử của chúng ta. Dạ. Nhưng mà cái thuốc dược thảo này quý vị có thể uống trước ăn được mà sau ăn cũng được, mà nó không bị cồn cào bao tử của quý vị, nên bụng đói uống cũng được, bụng no uống được. Bác sĩ nói là 6 viên một ngày, thì thế thì mình có thể chia ra sáng 3 viên, chiều 3 viên cho được không bác sĩ? Dạ thưa được anh. Dạ cũng sáng 3 chiều 3. Dạ. Nó tiện hơn. Còn thời gian cái mình uống, thời gian mình thấy mình giảm cơn đau nhất nhiều rồi đó, thì sáng 2 chiều 2. Dạ. Rồi sau đó rồi giảm thật nhiều rồi thì mình mỗi tối trước khi đi ngủ quý vị chỉ còn uống 2 viên thôi. Rồi sau đó thời gian nữa mà nếu mà thật sự hết đau nhất thì mình cất cái thuốc đó đi, để khi nào mình bị đau nhất lại là mình uống. Quý vị nhớ là cái bệnh đau nhất là cái bệnh không bao giờ mà mình làm cho nó hết 100% được, không anh? Có nhiều khi hết 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm nó cũng trở lại cái đau nhất của mình. Tại vì cái bệnh này là cái bệnh đau nhất, là bệnh không có thể mà có thuốc nào mà Tây y hoặc là Đông y hoặc là dược thảo nào mà uống cho hết 100%. Không bao giờ bị tái trở lại hết, không có thuốc nào hết. Dạ. Dạ. Chủ yếu là như Phạm Khánh được biết là nó uống chỉ để nó làm mất đi hoặc là giảm đi cái triệu chứng là mình đang bị đau nhất thôi, không chứ nó đâu có chữa trị hết đâu, không thưa bác sĩ? Nó hết nhưng mà nó bị trở lại, không anh? Còn ví dụ ta y mình chích đi, anh chích nó bị nông cho đó, thì mình cảm thấy nó hết nhưng mình nó vẫn còn đau, nhưng mà mình không có feel được cái đau của mình. Cái đó là mình chích nó tê, nó tê cho đó, nó bị nông cho đó, mình không có biết được. Còn cái thuốc đông y, còn thuốc dược thảo này vì uống vô từ từ nó sẽ giảm cơn đau của mình. Thì bị thời tiết hoặc là lớn tuổi hay là bị nhiều chứng bệnh khác nhau đó. Còn quý vị nào mà mình muốn uống bây giờ cái thuốc mà Fosamax hoặc là Actonel mà quý vị đi bác sĩ Tây y đó, bây giờ năm Khánh biết ngày xưa mỗi ngày một viên, rồi sau đó một tuần lễ một viên, rồi sau đó một tháng một viên, rồi bây giờ có những loại thuốc nữa là 3 tháng một viên. Nhưng mà mình uống, tôi khuyên là nên uống từng lễ viên là tốt nhất. Tại vì một tháng viên nó dài quá, nhiều khi nó không có kết quả thời gian sau đó. Thí dụ như anh uống trong vòng một hay từng lễ đầu thì nó kết quả tốt lắm, nhưng mà hỏi cho một tháng nó tới 4 từng lễ, nó nhiều quá. Nên quý vị uống khoảng chừng mỗi tuần uống viên được, rồi Fosamax hoặc Actonel hoặc là những thuốc tương đương đó, thì cái thuốc của phụ nữ mà thuốc tương đương giống như Fosamax khoảng chừng 10 loại thôi, không có nhiều thôi. Một lần nữa, quý vị muốn đặt câu hỏi với bác sĩ Morita, xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại trực tiếp của đài Leader Sài Gòn TV. Vào giờ này đó là 714-893-3264, 714-893-3264. Bác sĩ Morita đang có mặt trên đường live để trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị. Một lần nữa, 714-893-3264. Quý vị muốn order thuốc thì gọi cho công ty ở số là 1-800-990-8319, 1-800-990-8319. Và chương trình promotion từ đây cho đến ngày lễ mẹ đang được diễn ra, đó là mua 6 được tặng 1, và ngoài ra được tặng thêm một chai nhân sâm sữa ông chúa nữa. Mua 6 được tặng 1, tặng thêm một chai nhân sâm sữa ông chúa nữa, để mà quý vị làm cái một phần quà tặng cho người mẹ của mình, không ạ? 6 tấm vé số nữa, đúng rồi. 6 lọ thuốc quý vị mua thì sẽ được tặng 6 tấm vé số, và mỗi một tấm vé số thì đều có cơ hội trúng thưởng nha. Một cái phần thưởng là từ 100 cho đến 500 đồng, có 20 giải thưởng mỗi một kỳ sổ số như vậy. Thành ra quý vị thấy là lần này quá nhiều những cái quyền lợi khi mà chúng ta mua thuốc, phải không ạ? Mua 6 được tặng 1 nè, được tặng 6 tấm vé số nè, được tặng thêm một chai nhân sâm sữa ông chúa nè, được free shipping luôn. Wow, 4 cái benefit cùng một lúc. Tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này để mà mua thuốc cũng như là làm quà tặng
cho người mẹ thân yêu của mình trong cái ngày lễ mẹ này. Và thưa quý vị, bây giờ thì đã đến giờ quảng cáo các cơ sở thương mại bảo trợ Sở Đài. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại ngay.